Kiện hàng này thì là do khách khiếu nại sản phẩm là bị lỗi, nhưng mà khách khi mà khách đóng hàng trả lại cho shop á, thì cái kiện hàng này rất là nhẹ nha. Shop shop vô ra coi thử nha. Sản phẩm thì nó giá là hình như gần 200 thì phải, gần 200 thì phải, nhưng mà hình không không khách trả lại, nên khách trả lại thì rất là nhẹ, cái hợp hàng rất là nhẹ. Theo vô kiện hàng này thì có thể thấy rằng là khách không có gửi lại điện thoại trả sớm, mà khách chỉ gửi trả phụ kiện thôi, trả lại phụ kiện mà đòi hoàn tiền 100% thì cái này ai hoàn, yêu cầu Shopee giải quyết vấn đề này.